Đã thành thông lệ, người dân thường trang trí cho dịp Giáng sinh từ trước đó khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, do yếu tố công việc và tài chính, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và cả người dân đến thời điểm này mới có thể bắt tay chuẩn bị cho dịp lễ. Tại các cửa hàng bán đồ trang trí ở chợ Vườn Hoa hay đường Tống Duy Tân, thành phố Thanh Hóa, rực rỡ sắc màu của cây thông Noel, dây kim tuyến, tuần lộc, đẻ nháy, vòng nguyệt quế, quần áo ông già Noel. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều món đồ trang trí tùy theo nhu cầu. Xu hướng trang trí theo phong cách vintage với các chất liệu từ thiên nhiên, gỗ mộc, cây cỏ được ưa chuộng. Này em thấy cái đồ trang trí hôm nay ý, nó rất chi là xinh, có nhiều mẫu mã đa dạng, nó kiểu những mẫu mã nó tự nhiên ý, thì em rất là thích những mẫu mã này. Cùng với xu hướng trang trí cây thông Noel bằng các chất liệu khác nhau, thì năm nay việc sử dụng cây thông Noel tươi cho dịp lễ Giáng sinh cũng được nhiều người dân lựa chọn. Theo các chủ cửa hàng, thì đồ trang trí năm nay giá thành thấp hơn những năm trước, đơn cử như đối với các loại cây thông chỉ từ vài trăm nghìn đến 2 hoặc 3 triệu đồng một cây tùy kích thước. Nhu cầu của khách thì nay có cao nên là cửa hàng đã đáp ứng được cho khách, số lượng cũng nhiều, cũng về được cứ mỗi ngày cũng vài chục bình, từ cả nhỏ đa dạng, có nghĩa là mẫu mẫu khách yêu cầu như thế nào thì cửa hàng đã đáp ứng được. Cũng theo ghi nhận, sức mua đồ trang trí truyền thống trong dịp lễ Giáng sinh năm nay cũng giảm sút rõ rệt do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, việc cạnh tranh giữa các cửa hàng cũng trở nên khó khăn hơn.